qua đây cả nhà ơi. Con đường lên đây ốc với tép nè. Từ từ chưa chưa anh. Ơi ơi mày giờ coi nè. Trong vũ không vậy? Trong vũ. Trời ơi. Đây nè nè nè. Nè đi tắm biển nha, bắt được mới tép nè. Biết có tép vũ ăn có tua có nè. Tép vũ nữa. Đây, mà nó bắt được con tép đây với một con ốc. Chị con tép vũ nằm kia không thấy hả? Sao? Tép vũ đang thấy kìa. Nè. Nè. Nó còn sống nghe, ốc mượn hồn. Trời ơi quá trời. Con gì á? Không biết con này là con gì luôn nữa. Nhà 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 ơ, sao gãy cua nhỏ? Ờ giống nó vậy á. Đưa lên xe ông bà chú sắc được nó vậy á. Nó nhảy ra đây giờ kẹp vô cái mẹ luôn nè. Nhìn nó rất bự luôn nè. Nè con té đi. Đá bự đây nè, kẹp cái xe bự nè. Con biết đi tắm biển hay là đi bắt cá ở đây? Mẹ cái này là gió lên bão nè. Ơ mẹ dính đầy mẹ dính từng con rồi chứ. Nó bún. Luôn á. Nó búng hồi nãy nó đâm con á, cái con tủng con gì cuộn cuộn giống như là cây kim vậy á. Ôi dính tép bự rồi. Dính tép bự luôn. Vậy vậy vậy. Bắt sò hả? Chơi bắt sò tép. Đây này, đây này. Cô chú anh chị và các bạn nha. À, hôm nay gia đình ông đã tới bãi tắm Hà Tiên rồi. Tới Hà Tiên rồi, bây giờ gia đình đi xuống tắm. Làm con cá heo. Cá heo. Mẹ ơi. Có một cái cổng. Mẹ ơi. Kia có một cái cổng đá banh đi, đá banh đi. Ờ, cái cổng đó mẹ đó chụp hình đẹp lắm. Gái bước qua cổng nó thành người cá. Ờ, bước qua cổng nó thành người cá hả? À, bãi hôm nay nhìn cũng có hơn. Cái này hơi vắng vắng nha. Là cái cá của mày nó xè là cái đám cá nó không qua đây nè. Dạ? Cá đuối ra quá tí rồi. Ông kè kè mà mai em cùng gia đình đi đi tắm rồi. Lâu lắm rồi đó mới đi. Cái này cánh ơi. Dũng ơi, nó dựng lưng lưng lên. Cái đây nè, đổ đất đó, giờ đổ của nó là tự lắm. Nay nhìn nó lạ lắm. Mỗi lần đi nó khác lắm. Mỗi lần đi là bãi ngắn. Ờ, ngắn. Có khúc mà, như là này bãi này như ta mới làm ra đây nhưng mà tại lâu quá rồi mình không có đi 10 năm rồi. Không có dịp mà để mà gia đình đi cho nên có đi ngồi nè chú, có mượn ghế con ngồi nè. Chung với bãi tôi xe mình đó chứ. Thôi bãi bên kia đông quá, giờ qua đây vắng vắng đặng gia đình tắm ở bên đây. Tại gia đình đi cũng đông lắm. Có chung người nữa. Để chè nước nè. Đúng không? Đúng rồi. Ủa, đi tắm ăn ghét hả? Nãy ngầm kè là bắt qua. Ô shit. Ở trong kiểu như ở trong cạn á, nó hơi dơ ở ngoài này. Tại vì thường ba cái rong rồi nó hay đi tấp tấp dưới trong á. Ra ngoài này cho nó khác. Ôi, nó không có sâu máy nghe đi ra xa nhưng mà nó không có sâu. Tới cái đầu gối của con kìa. Bơi đi. Caramel tắm không? Thôi, không được. Muốn tắm không được. Cái đứa nhỏ nó đem theo banh để mà tắm với lại mấy anh mấy chú.
Rồi sao Dũng không bơi đi? Hả? Bơi đi. Tại đâu bơi được. Bơi được. Giờ sâu quá à. Gọi mát quá à. Sớm giờ là nắng. Cái này trời sập mát rồi. Con gác bên này. Đông như kiến luôn. Mà ông bơi chứ mà. Thấy hơi cay rồi đó. Chú tầm kia không thấy hả? Sao? Thì chú đang thấy kìa. Nè. Nó còn sống nghe ốc mượn hồn. Trời ơi quá. Con gì đó? Không biết con này là con gì luôn nữa. Nghe nhẹ nhàng. Ơ sao gãy cua nhỏ? Ờ giống nó vậy á. Đưa lên xe ông bà chú xác được nó vậy á. Bà cô chú coi giùm con coi con này là con gì con biết nó hai cái càng. Rồi. Bây giờ thấy mấy con rồi nó muốn văng văng. Ủa người cầm mẫu hay vậy? Năm con á. Quá trời luôn. Quá giờ cả nhà nghỉ tắm đi mò ốc luôn. Đi mò ốc mà tiếp. Hôm nay cũng tắm mà mò đựng mới tép mới ốc nè. Là rồi đó. Con biết đi tắm biển hay là đi bắt cá đây? Mẹ cái này là có gió lên bão nè. Hồi nãy mẹ bắt dính con cua nữa nhưng mẹ bắt kẹp mẹ đau quá cho mẹ dụng luôn à. Con bự lắm. Đi ra ngoài đó mọi người. Ba con mà bắt được con bự rồi. Nó chết mẹ rồi bắt sao được. Con bắt ra con cùng quê vậy đó ba. Có thể nữa vậy á. Cái đó là con chắc lắm. Con nhảy rồi. Nhảy rồi. Ồ con tép nữa. Con tép cho bự con ơi. Quá trời luôn. Nhóc nhỏ đó bầu bầu xuống bắn tép. Nhảy nhẹ. Ông ngoại á, ông ngoại đóng luôn á. Con nhảy nữa ơi. Nó nhảy cục cục kìa. Cái hũ này. Đâu rồi? Nó đọc đâm lũng bịch rồi. Đây con mới bắt được một con nữa. Nè nó có hai cái cạp không biết là con gì. Ông bà cô chú chị các bạn coi nha. À, cho con bình luận ra xem coi con này là con gì nha. Ủa nè nó có hai cái càng. Rồi nó ngủ sức chịu siêu bắt hồi nhiều đó. Cái này dùng đi mới bắt tép được. Có một tay rồi bắt không được. Trời luôn.
Ở trong đây đá không có nghe caramel. À. Đá không nó còn. Thấy chưa được nè. Mẹ dính rồi nè con. Ờ mẹ dính rồi, mẹ dính từng con rồi chị. Ơi hết ổn rồi. Có dính từng cua rồi. Mà cái chằng cua nha. Nó sẽ tới mình. Nó dính không ạ? Nghe đây nè. Nghe đây nè con. Cua nhóc nó nhưng mà đá lẫm chuyển à. Không có đi lên đó được. Bắt sao nó nhìn kì ra. Nhìn kì ra. Nó tuốt tuốt chết kìa. Có chừng đau lắm kì ơi. Trời quá trời luôn. Ơ chá không con? Nào không? Con nó bún bún bún. Luôn á. Nó búng hồi nãy nó đâm con á, cái con tủng con vừa cuộn, cuộn giống như là cây kim vậy. Ôi dính tép bự rồi. Dính bự rồi. Dính bự rồi. Vậy bắp sò tép. Quá trời luôn trời luôn. Đó thấy chưa? Đó, đá nó chùm đó nó đầm đào lắm. Nó đâu vô? Nó lúc nó trồng cây. Dạ, đừng có đi vô đó nhưng mà mình đi vô. Dính con gì nè? Dính con gì nè? Nguyên cá heo. Có nồi bò bếp sai ngoài. Dính con gì nè? Á, ngồi luôn bò bếp lại. Dính nữa nè, quá con gì nói con cá mới bơi qua em. Con cá lóc á. Con cá lóc gì, cá lóc biển. Thiệt, hồi nãy con cá nó bơi hết hồn luôn. Con cá chó nè, dữ dữ vậy. Bỏ cá luôn. Con nè, chỗ qua. Con ốc đẹp không? Con ốc này đẹp à. Đó. Nhỏ luôn. Ồ. Quá đẹp đi, quá đẹp đi. Đó rồi, cái đồ đừng. Rồi, 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 anh đồng chí đi ra ngoài lúc rồi kia rồi. Tép đây nè. Tép đây nè, bắt tép đây nè, ông bắt gì vậy? Quên cái gì vậy chứ đây? Cái mập uống nu luôn nè. Nãy rồi, nó bán luôn rồi nãy. Nè, nè. Nè, luôn á. Nè, nè. Đừng ký chị luôn. Nè, 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 đẹp chưa? Đẹp con nghiêu. Ờ, con nghiêu. Đẹp, bộ nó uống nu luôn á. Nhi đừng con đó kìa. Nhi có kìa, Nhi dưới con. Trời luôn. Cái này không biết đi tắm biển hay là đi tắm tép. Hồi nãy bắt quá trời luôn. Mình quay cuốn đường gần lại đi mấy người ơi. Ở đây mua nẻ cho mua sỉ nha. Đi lên thì phê quá. Dở lên đi chú. Dở, dở, dở lên đi con ơi. Bắt đây được nhiêu nè. Đây nè, quay trong đây nè. Quá trời luôn nè đó. Trời ơi. Không biết đi tắm đụng vô nó bung phước giờ. Không biết đi tắm hay là đi bắt nè. Trời quân. Trời đó, trời. Đừng lại cọc đâu của trời. Mà sai tên luôn á. Trời luôn rồi. Mà anh đem đem mấy bà bóp cái bãi biển này thì mướn bên chợ Vinh xuống mò. Mày bóp mướn à, gia đình của em gái chợ Vinh xuống mò mò cua, mò cá nghe, mò tép nghe. Nè, chim chép nè. Mình đã đi tắm cái tự nhiên mò. Tép biển nghe mấy bà, tép biển nghe mấy bà. Tép biển nghe chứ không phải là tép xong tép luôn nghe. Không, phải tép biển nghe lên luôn. Hồi nãy giờ tắm xong rồi cái bắt dính, cái bắt ngửa. Cái ham quá, cái xong. Nè, con hút cây sầu dừa nè. Ở đây hút còn ngon. Con nói hút cây. Hút cây sầu dừa hút được không? Dính tép nó kìa, dính tép nó cho em con bóp ốc bự. Sĩ khôn quá. Nhiều người mò quá không biết quay ai. Dạ. Ôm con biển. Ê, ê, ngồi sảy rồi. Ốc nhiều loại ốc quá
đây tới ngày. Người cầm té. U má ra ra quán ngày xưa má mất tiền mười kìa ấp nè. Nó bị ba bịch lủng lủng bịch rồi. Gia đình ơi đó quá trời luôn. Nhiều lắm nghe. Bữa ăn ngon lắm luôn nè, với lại kìa. Ốc nữa, món ốc cũng bự bự. Đi tắm biển mà mò bắt ốc bắt ca tép được mớ. Này là lời rồi đó. Quá trời luôn, mình mấy đốc con luôn á. Đây 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 đây. 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 Ơi à, cái này cũng chiều rồi cho nên gia đình em cũng đi lên đóng cửa lại nước ngọt sạch sẽ rồi ăn uống để mà tối còn đi chơi ngủ nghỉ nữa. Bây giờ em xin kết thúc clip tại đây. Ông bà cô chú anh chị và các bạn có yêu mến thì cho em xin một like và đăng ký nha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại bà cô chú anh chị và các bạn ở các clip tiếp theo. Tạm biệt bà cô chú anh chị các bạn nha.